kêu giật ngược, giật xui hà. Tám hứa với con sao mà bây giờ còn đi bán mắm? Chứ bây giờ còn 3 ký mắm mà không bán sao được. Thôi để tao ra tao bán mắm xong rồi vô giúp sao. 3 ký mắm con mua hết cho Tám. Được không? Được. Ký nhiêu tiền? Ký 100 gữ. Gì? Người ta bán con 1 ký ngoài chợ có 35 ngàn. Tám cơ hội thiệt á. Bán 150. Dạo này biển động mắm lên giá, 1 ký 100 gữ. Mua thôi. 1 ký 150. Đúng rồi. 3 ký 500. Gì? 3 ký 450 Tám tính kiểu gì vậy? Lại cơ hội nữa. 500 rưỡi. Tám, mày nói tiếng nữa là 600. Thôi, Tám. Năn nỉ Tám giúp con giùm đi, bao nhiêu tiền cũng mua hết. Bao nhiêu tiền cũng mua đúng không? Đúng. Giúp lần này thôi đó. Bây giờ tao làm gì? Vô thay đồ đi, con chuẩn bị hết cho Tám rồi. Ở trong đó hả? Đúng vậy. Ok. Nhanh. Rồi. Alo. Alo, anh nghe. Anh với ba anh tới đâu rồi? Anh đang hối thúc ba anh qua nè. Tại vì ba anh bận một số hợp đồng rất là quan trọng, lên tới tiền tỷ lận, nên không thể nào mà sắp xếp được. Để anh một chút xíu nha, bên nhà em sao rồi? Má em cũng khó thuyết phục dữ lắm. Em mới thuyết phục má em mới chịu qua gặp ba anh đó. Trời ơi, ba anh cũng khó tính lắm nha. Anh phải ráng lên, phải thuyết phục được má em nha. Nhưng mà thương em không nhỏ? Có chứ, anh thương em thiệt tình. Bởi vì anh mới thuyết phục ba anh qua để mà gặp má em nè. Nhưng mà em có thương anh thiệt tình không? Em thương anh chứ sao không thương. Anh qua liền với em nha. Được rồi, chúc má nha, mãi yêu. Yêu anh. Tám ơi. Ai? Nhanh lên Tám ơi. Thì đó, ta thấy đồ mày chuẩn bị ở trong đó cho Tám đó, trang sức. Tám thấy có khắc tên Tám mắm ở trên đây nữa nè. Cái này là Tam mì, tên con chó mà Tám. Này xích chó hả? Dạ. Trời ơi, tháo ra cho Tám giùm đi con. Trời ơi. Con gì nó nhai ghê vậy? Xương Tám kêu đó Tám. Tám ổn không? Hèn chi Tám thấy nó thôn thôn. Ngồi. Không ổn lắm con ơi, dìu Tám vô ghê. Mắc gì tự nhiên mày bắt tao ăn bận kiểu gì kỳ cục mà mày dện ba cái vàng này vô nhìn là tao biết vàng giả liền luôn á. Thì hôm nay thì tao qua coi mắt con mới nhờ Tám giả là mẹ của con. Giả là mẹ? Ủa rồi ba mẹ mày đâu mày không kêu mà tự nhiên mày kêu tao? Con có mỗi mình ba à. Mà ba con cũng khó lắm. Ổng mà biết con làm mấy chuyện này, ổng không chịu gả con cho nhà bên đó đâu. Ổng tự ái, nhà bên đó giàu lắm. Nhà bên đó giàu lắm. Tao thấy nhà bay cũng cũng được mà. Mắc gì ổng tự ái. Không phải nhà con đâu. Chỗ này nhà ai? Nhà nhỏ bạn con mượn à. Trời ơi, tao nghe có mùi lừa đảo ở đây nha. Không có. Ồ, tao thấy mày giống con anh nó beo quá, thấy sợ quá à, thấy ghê quá. Không phải Tám, tụi con yêu nhau thiệt lòng. Mà gia đình ở bển á, họ giàu lắm, phải làm vậy mới môn đăng hộ đối. Trời ơi, không được đâu con ơi. Mày lừa người ta được một lần, chứ mày đâu có lừa người ta được cả đời đâu con. Thôi Tám thấy không ổn đâu. Chắc Tám phải về bán mắm thôi con à. Tám xin lỗi, Tám không giúp con được rồi. Tám. 3 cây mắm 600. Không được đâu con ơi. Trời ơi, lương tâm bán mắm không cho phép Tám đi lường gạt người khác. 700. Ôi da, chết rồi. Lương tâm của Tám đang cắn Tám. Tám không thể nào làm được điều đó đâu con. Tám không làm được đâu. 800. Không được, Tám đi bán mắm đi. Chứ còn hết tiền rồi á. Chốt đơn. Chốt đơn 800. Chừng nào gia đình nó qua tới đây? Tới liền giờ. Để Tám ra đón. 888888. Hả? Quay lại đây. Sao? Nhìn thì có vẻ sang trọng có tiền rồi á. Nhưng mà thần thái sao? Là chưa có sang nha.
Nói chứ Sang hả? Chuyện nhỏ. Được rồi, để đó Tâm lo cho. Sang là giống như mấy bà phú hộ ở trên TV đúng không? Đúng vậy, đúng vậy. Trời ơi, chuyện nhỏ, tao coi phim dữ lắm. Lát hồi tao giả Sang cho mày coi. Tâm. Gì? Trời. Tới rồi. Tới rồi, để tao ra đó. Tới. Con tới. Hả? Con tới rồi Tâm. Là sao? Đau bụng quá. Trời đất ơi, tự nhiên ngay cái giờ phút này mày đau bụng vậy con? Con sáng giờ không ăn gì hết. Ăn mắm của bà đầu chợ. Ăn bún mắm bà hai đầu chợ? Đúng vậy. Ủa, bà làm bà lấy mắm mối của Tám mà ta. Tám buôn bán cũng vệ sinh lắm mà sao con có đau bụng được? Lấy mắm của Tám? Đúng rồi. Sao đau bụng? Thôi được rồi, chắc tại bà bán không có vệ sinh đó. Đây, Tám bán mắm mà, cho nên lúc nào cũng thủ thuốc đau bụng hết. Uống thuốc đi. Uống được không? Uống đi, uống cái hết đau à. Con cho con uống, con giải quyết vấn đề Tám á nha, canh nhà cho con nha Tám. Được rồi, yên tâm đi. Tao quên. Để đó Tám lo. Có ai ở nhà không? Ai vậy? Đợi xíu, bà chủ đang ra mở cửa. Ủa? Trời ơi, nó liền. Quê! Nó mắc cái chân mày. Ê! Bất ngờ quá bà già. Trời ơi trời, tự nhiên ngày hôm nay gặp con nợ mình ở đây trời. Ủa à. Trời ơi, hết hồn à. Đi đâu vậy con? Trời ơi trời, tự nhiên ngày hôm nay đi công chuyện mà vô tình gặp bà đây bà già. Ê, thiếu nợ tôi về tính sao? Thiếu nợ tính sao? Tôi trả chứ sao? Trả là trả thì sao? Hả? Từ trả chứ sao? Từ từ hoài là sao? Sao tôi chịu được? Con bình tĩnh nha. Ta ngồi xuống đây tám tâm sự cái. Ủa trời, con nợ mà kêu ngồi xuống tâm sự hả? Đứng dậy nói chuyện với tôi. Đứng dậy nói chuyện với tôi. Đứng không nổi. Đứng lên. Nè, bà Tám, tôi nói bà nghe nè. Tôi á làm shipper, tôi giao mắm cho bà. Tôi giao mắm cho bà thiếu nợ tiền shipper của tôi không nói, tôi có để tại thấy bà chịu thương chịu khó. Rồi bà nói bà mượn tiền tôi để bà đầu tư vô mắm, tôi cũng gom góp tiền tôi cho bà mượn. Rồi xong bà mất tiêu. Bà đi đâu? Tám đi bán mắm vòng chợ chứ đi đâu? Bây giờ gặp bà đây bà tính sao? Thật ra là tại con không biết đó thôi. Chứ Tám đi kiếm con khắp chợ. Bây giờ vô tình gặp nhau ở đây rồi. Trả tiền cho tôi đi. Hả? Trả tiền. Đâu có tiền đâu trả. Tôi thấy đeo vòng vàng đồ, mặc đồ sang trọng quá mà kêu không có tiền. Không phải. Giờ thiếu nợ tôi trả. Không phải con ơi, con đừng có hiểu lầm Tám. Cái này là tính chất công việc. Công việc gì đây? Không, bây giờ vậy là con thương Tám đi, con đi về đi. Xong cái phi vụ này là Tám sẽ lấy tiền qua Tám đưa cho con. Phi vụ công đúng việc rồi. Đồ đúng vàng rồi. Vòng đeo hả? Ừ. Ê. Hả? Cái này tôi biết nha. Sao con? Cái này giống như là mình giả làm sang trọng, cái mình qua nhà người khác, cái mình mượn nợ đầu này mình lắp nợ đầu khác đúng không? Ê, không có được nha bà Tám. Bà dở trò này, bà lừa đảo ở đâu cũng được hết. Nhưng mà tránh cái căn nhà này ra. Cái căn nhà này là căn nhà của bạn gái tôi. Cái gì? Bà làm cái gì vậy? Con Thơ là bạn gái của con. Ủa bà Tám, bà cũng biết bé Thơ nữa hả? Không những biết mà biết rất rõ. Bà biết rất rõ thì bây giờ ngày hôm nay bà biết bạn trai của Thơ rồi đó. Bà không hồn. Bà không hồn thì bà hãy né ra đi. Đừng có để tôi nóng giận. Thơ ơi. Dạ. Ủa à, Thơ, qua đây với anh liền. Qua đây với anh liền. Phải ngăn chặn cái điều này liền. Thơ. Dạ. Em đừng có tin lời bà này. Ủa sao vậy? Đừng có tin tưởng hay nhìn mặt bà không? Nhìn mặt bà gian xảo chưa? Anh nói thiệt, cái bà này á chính là má. Mà chửi ai á? Bà chửi ai đó? Bà mới nói má này má nọ, bà nói má ai? Má nó. Bà chửi ai đó? Má nó là tôi. Bà mong đăng hậu đó hả? Má em đó. Chết.
Chết má anh rồi. Sao vậy? Sao tự nhiên sủi lơ đứng ông nổi vậy con trai? Bây giờ giờ sao? Má em hả? Má em đó. Anh mới biết luôn á. Bác xuống đây ngồi chơi. Trời trời trời. Xin lỗi, tôi với cậu không có ngang hàng, không thể nào ngồi đó được. Thôi được rồi, để con quỳ gối đây cho nó ngang hàng bác hả? Thôi đi đừng quỳ như vậy tôi tổn thọ. Khi mà cậu biết tôi là má nó, cậu có bất ngờ chưa chàng trai trẻ? Trời ơi, thiệt là bất ngờ lắm. Tại giờ anh gặp má em, anh chào má em tiếng nào chưa? Thôi khỏi, không mượn nó chào má. Nó chào má, má công má chào máu lắm. Thôi mà bác, những cái chuyện hồi nãy giờ mà con làm với bác á, mình xí xóa, mình bỏ qua nha. Ngày hôm nay là con ra mắt bác á, là con là bạn trai của Thơ. Cậu đứng trước mặt tôi mà cậu dám nói Thơ là bạn gái của cậu? Dạ đúng rồi. Mạnh miệng như. Dạ đúng rồi, đây là giới thiệu cho anh biết đi, giới thiệu đi em. Má, đây là bạn trai con, ảnh tên là... Tên là Đạt. Sao má biết? 35 tuổi, nghề nghiệp là... Bác à! Sao tự nhiên con ngoan vậy con? Nghề nghiệp của anh là... Là... Kinh doanh. Kinh doanh. Kinh doanh gì mà cái da thì đen thui, cái tóc thì cháy nắng, giống như là chạy vòng vòng giao đồ ngoài chợ vậy hen. Tính chất công việc á, tính chất công việc á em hiểu không? Tại vì anh là kinh doanh buôn bán xe, rồi anh phải đi vòng vòng, anh giao... xe giao dịch, giao du với người ta. Rồi đi ngoài nắng rồi nó đen như vậy á, tính chất công việc. Đúng rồi má. Bác à, bây giờ á, những cái chuyện mà con với bác đã từng xảy ra, bây giờ mình xí xóa, không ai nợ ai hết. Đâu có dễ vậy. Tính tôi thù dai dữ lắm. Bác à, thiệt tình, con vậy thôi chứ con nói thiệt với bác là tại con như vậy, nhưng mà trong thâm tâm con á, là con yêu Thơ thiệt lòng. Yêu con gái tôi thiệt lòng. Dạ. Nhưng mà Thơ à, mẹ thấy người đàn ông này không đàng hoàng, không xứng đáng làm chồng của con đâu. Mời cậu về cho. Bác à, bác à. Má. Nãy nói bố tám chồng. Tám chồng. Tát đồ. Được rồi. Dạ dạ. Sao mà ba cậu vẫn chưa tới? Tới luôn rồi má. Hả? Má na 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 con cũng tới luôn má. Má, hồi nãy má đưa con cái gì vậy má? Hồi nãy tao đưa mày cái gì vậy ta? Nãy đưa con đưa cái gì vậy đâu? Chết cha! Hồi như nãy tao đưa mày thuốc sổ đó. Trời ơi, sao vậy má, giết con rồi má? Không phải lỡ rồi, không còn nhiêu sổ hết rồi luôn đi con. Để kèo mày tao lo cho, mình đang kèo trên rồi. Má ơi, nhờ tắm chầm nhờ, giúp nhờ, giúp nhờ. Em đi đâu vậy? Chờ, em ra mất cửa giúp em anh ơi. Ba anh. Mời ba cậu vô đi. Sao mà lâu ra mở cửa quá vậy? Để đợi lâu quá. Trời ơi, từ gõ cửa không phải từ từ, làm gì hấp tấp quá vậy? Thôi, làm cái gì làm lẹ đi, để về đón khách nữa. Trời ơi, thôi đừng có đón khách, để hứa với con rồi. Ngày hôm nay là phải là gặp má vợ tương lai, gặp vợ tương lai, kết đôi cho con. Lẹ đi, lẹ đi. Trời ơi, biết rồi, biết thời gian là vàng bạc mà, hiểu mà. Rồi rồi, bác à, con giới thiệu với bác. Bác, đây là ba của con. Đâu? Dạ, ba cậu đâu? Xin chào ông. Ôi.
Khoan đã, hai người đang làm gì vậy? Ôi, hai người đang làm gì vậy? Mới gặp nhau lần đầu mà giống như là đã quen biết từ kiếp trước. Không lẽ đây là thiên duyên tiền định? Thiên duyên tiền định. Ê, mày sai mục đích nha. Không có sai mục đích đâu. Sai, mình qua đây là lấy vợ cho con. Người phụ nữ này là cái người phụ nữ mà tao đã mong muốn từ lâu rồi. Trời ơi, bảy qua đây là lấy vợ cho con. Ba mày... ơi, ba bình tĩnh lại. Mình tỉnh lại, mình vô mình ngồi mình nói chuyện. Chứ gì đâu mà ba vô chụp tay chỉ tùm lum tà la. Bình tĩnh lại, bàn về vấn đề hôn sự của con. Hôn sự? Dạ mà... vấn đề quan trọng là vấn đề của tụi nhỏ. Dạ. Dạ ngồi đi. Sao lâu lắm rồi ba mới có cái cảm giác này? Bà, nén lại, sao? Mình nén lại. Mình díu cái cảm giác đó lại. Mình díu lại. Díu cái cảm giác lại cất vô trong. Dạ ta mời ông anh rồi. À, dạ. Dạ. Chào bà chị. Dạ. Đây là nhà của bạn gái con. Nhà của bạn gái. Ồ, nhà bà chị rộng rãi quá. Nhìn giống như là một cái khu sinh thái vậy. Chắc là giàu có lắm hả con? Dạ thì đó ba. Hàng cây rất đẹp. Ở trong nhà đẹp. Dạ. Ôi, bà chị chơi máy lá này màu đen quá ha. Cái bộ bàn ghế này cũng đẹp. Đẹp nhất là người ngồi trên ghế. Anh à. Hả? Em ngồi trên sofa vậy chứ cô đơn dữ lắm. Hai người đang làm gì nữa vậy? Nói chuyện đám cưới đi. Cái gì mà vô rồi chỉ rồi rồi cô đơn trên sofa rồi cái gì vậy hai người? Đạt, ơi ra đây cho thương lượng chút xíu. Cho tao cưới vậy. Cái gì? Cưới ai? Tao muốn cưới vợ quá. Vợ thân là của con, tự nhiên rồi cưới thân của con vậy? Sao mà tự nhiên nhảy em ở trên chiếc sofa cái xong gạo gực quá vậy? Trời ơi, cái chuyện nhảy trên sofa là của con với vợ con tự nhiên. Đám cưới của con, bình tĩnh lại ba ơi. Ba. Bình tĩnh lại bà chị à. Dạ. Chuyện đám cưới của tụi nhỏ là một cái chuyện hệ trọng. Dạ. Mà trước khi cưới thì mình phải tìm hiểu rõ cái tuổi tác coi nó có hợp không. Dạ. Chị Xui trông có vẻ trẻ trung, xin phép được gọi là em Xui ha. Dạ. Không có em Xui tuổi gì? 12 con giáp, em đây cầm tinh quý mùi à. Cầm tay anh đoán năm nay duyên nợ đến rồi. Gặp người hiền đức dễ thương, tuổi này thì sẽ lắm con. Muốn cho dương tròn nhận mai mối mối mai đưa đường. Đám cưới con mà. Đám cưới con mà hai người ơi. Đám cưới tụi nhỏ mà anh Xui. Đám cưới tụi nhỏ mà. Cho tao cưới vợ đi. Trời, đám cưới con. Đám cưới của con. Cái này díu lại, cảm xúc díu lại bỏ vô túi. Díu lại. Lần đầu tiên gặp cha con anh. Tôi muốn hỏi gia cảnh của cha con anh như thế nào. Cho tôi hỏi người ấy quê quán nơi nào, giàu nghèo tuổi tác bao lớn sang hèn thế nào. Anh đây thoảng chừng 50 mấy, quen lắm nhìn sờ em biết ngay, chẳng ai xa lạ, người ấy chính là anh đây. Đám cưới con mà, hai người làm gì nữa vậy? Đám cưới con mà. Mắm thơm quá. Trời ơi, bớt ngay lại giùm đi. Vô câu chuyện. Bây giờ mình tới tính tới cái chuyện đám cưới tụi nhỏ luôn đi. Đám cưới là sẽ phải diễn ra rồi. Đúng. Nhưng rồi, mà đúng quan trọng là sau cái đám cưới đó tụi nhỏ tuần trăng mật ở đâu. Đúng. Tôi thấy vậy. Thật ra đám cưới chỉ là bộ mặt của hai bên gia đình. Đúng rồi. Đúng không? Đúng rồi. Cái chính ở đây là tình yêu của hai đứa nhỏ. Nó nằm gói gọn trong cái tuần trăng mật. Đúng rồi. Ừ. Nếu như mà là tuần trăng mật thì em Xui thích xuống biển hay là lên núi? Em thích gì? Em thích biển. Em thích biển. Nếu em thích biển
anh sẽ nói tài xế của mình đưa em ra tận biển, đưa em vào khách sạn 5 sao, vào một phòng VIP view biển, và em chỉ cần nằm im, nằm nghe sóng vô từng lớp xa, bọt tràn theo từng làn gió đưa, một vầng trăng sáng như tình yêu chúng ta, vượt ngàn hai lý cũng không xa. Sau đó anh sẽ đưa em xuôi lên trên Đà Lạt, đưa em lên trên một ngọn đồi cao. Lạnh quá. Và sau đó em chỉ cần đứng trên ngọn đồi đó và lắng tai, lắng nghe chiều xuống thành phố mộng mơ, màu lam tím Đà Lạt sương phủ mờ, từng đôi đi trên phố vắng, bước chân ai giữa cô liêu hoàng hôn mưa màn đêm. Em làm gì vậy? Chá, em cưỡi ngựa dạo quanh hồ Xuân Hương. Thật thú quá. Chá, anh xui ơi, lên em cưỡi ngựa nè. Chá. Hai người đi xuống biển xong rồi đi lên núi rồi cưỡi ngựa, đói bụng chưa? Đói bụng quá, em muốn ăn gì nào? Ăn đám cưới. Ăn đám cưới ở đây nè. Đám cưới đó nè, đi vô đây. Ăn đám cưới ở đây nè, hai người ơi. Rồi. Hai người ơi, ăn đám cưới đi. Lại hửi. Mùi mắm gì mà nó nồng nàn quá vậy? Trời ơi. Bữa nào anh rảnh ghé em làm cái lẩu mắm cho anh ăn. Ăn lẩu hả? Ăn đám cưới. Tự nhiên bây giờ hai người ngồi đây nói bàn chuyện ăn lẩu là chứ gì vậy? Mình bàn tới cái chuyện menu đám cưới đi. Dạ. Bây giờ thích ở trong đám cưới đó. Dạ. Em xưa thích món gì? Thực ra thì Thơ nó cũng là con gái một của gia đình em. Em cũng không muốn đãi cái gì nó cao sang quyền quý quá. Người ta nhìn vô người ta nói nó phung phí. Anh cũng thích sự đơn giản. Dạ. Cái gì mà nó gọn thôi. Ví dụ như là bây giờ đám cưới mình đãi một vài món nhưng mà nó chất lượng. Đúng rồi. Dạ. Mình sẽ làm ở bãi biển đi. Bãi biển hả? Mà khi đãi ở bãi biển thì mình sẽ ăn hải sản. Em thấy món đầu tiên mình nên đãi mỗi khách một con cua hoàng thượng. Trước giờ anh chỉ nghe là có cua hoàng đế chứ làm gì có cua hoàng thượng. Thật ra thì hoàng thượng hay hoàng đế gì cũng là vua thôi. Vua là được đó. Hay cái con quá. Cua bự bự đó. Hay quá. Dạ. Chẳng hay anh Sui thích ăn gì? Anh nghĩ là nếu như mà mình đã như vậy rồi á. Dạ. Thì mình thêm một cái món cua nữa đi. Cua nữa? Lại là cua? Cua hoàng thái hậu. Ăn nó hơn cua hoàng đế chứ. Đúng không? Dạ. Mọi người bàn cái menu gì cho nó dễ ăn được không? Chứ nãy giờ con không biết hai người đang bàn cái gì á. Cái gì mà ăn cái gì cho nó dễ đi ha. Tại chị Xui biết sao không? Dạ. Nhà tôi thì hơi mỏi tay á. Làm gì? Trời ơi, ba bị gì vậy? Ba mỏi tay quá con. Sao vậy? Đeo cái này nhiều nó nặng á. Nó bó lại. Nó làm cho cái mạch máu nó không lưu thông. Gì hả? Mình lâu lâu mình phải rảy để cho cái máu nó rơi xuống. Chứ để nó tê tay. Hèn chi, do là đeo nhiều quá nó nặng, nó tê tay. Đúng rồi. Cho nên là em bữa giờ nó cũng bị gọi là nó đau cổ dai gáy đó anh Xuân. Sao nữa giờ bị nó, sao à? Môn đăng hổ đối là ở bị đây. Bị sao, bị đau sao cổ vai gáy à? Bị dây chuyền nó nặng đó anh Xuân. Vậy hả? Dạ. Tụi mình đồng chí hướng chi nha. Dạ. Thôi mình bàn tới cái chuyện mời khách đi. Mời khách hả? Tầm khoảng 300 bàn thôi. 300 bàn, mỗi bàn 10 người, vị chi là 3.000 người. Tôi sẽ mướn một cái tòa nhà cao nhất thành phố. Wow. Khách muốn ăn ở cái tầng nào thì cho khách lựa chọn rồi đưa khách lên trên tầng đó. Chưa hết, thậm chí tôi có thể điều động xe của nhà tôi. Bên tập đoàn nhà tôi nhiều xe lắm. Tôi sẽ đón khách, đi tới tận nơi và đón khách. Về cái chuyện mà xe đón khách thì bên nhà gái tôi sẽ lo cái phần đó. Bà chị cũng có xe à? Trời ơi, không những một mà rất là nhiều xe. Xe gì? Xe ngựa. Tôi
sẽ cho một vàng xe ngựa của tôi qua đón từng khách của anh tới nhà hàng. Xe ngựa thì tôi hơi ái ngại ha. Thời đại bây giờ thời đại 4.0 rồi, ai còn đi xe ngựa nữa. Dạ thưa anh xui, ngựa bên nhà tôi không phải là ngựa thường, mà là ngựa Ferrari đó anh xui. Vậy là Ferrari chứ không phải là xe ngựa bình thường. Nếu như mà thiếu xe, nhà tôi có thể ủng hộ xe bò. Xin lỗi anh xui, tại vì con gái tôi cũng cành vàng lá ngọc đó. Mà rước dâu ngồi xe bò thì coi bộ cũng tội cho con gái tôi quá. Xe bò ở đây không phải là xe bò bình thường. Xe bò đây là xe bò bò tót, mà thương hiệu của nó được gọi là một cái tên rất là mỹ miều. Tên gì? Lamborghini. Wow. Wow. Con thấy hai người bàn đó là chí lý, nãy giờ ai cũng đeo gì hết. Thì con sẽ mạnh dạn con đeo cái này. Trong ngày rước dâu thì hai người dắt con theo cái này được không à? Trời ơi sao vậy? Là sao? Thấy gia đình đang môn đăng hộ đối quá mà. Trời ơi bàn cái gì, bàn nó thực tế chút xíu đi. Bây giờ bên nhà gái. Bạn thực tế vô công chuyện đi chứ bạn gì. Làm sao mà con đãi nổi? Bên nhà cứ gái là dắt con như con chó dắt đi chứ. Làm gì có chó đây. Ở bên nhà gái là ngựa, còn bên nhà trai là bò tót. Thì tôi với anh là đầu trâu mặt ngựa đó. Trời ơi đúng luôn á. Hai người ơi, đám cưới của con mà bàn sát chủ đề để gần Tết năm nay rồi mình đám cưới, rồi mình giải quyết chuyện hôn nhân của con, rồi sau này cũng vấn đâu là măng hơn. Bây giờ kêu cô dâu ra đi giải quyết cho nó gọn lẹ. Hai người nãy giờ làm cái gì con không hiểu gì hết à. Mày căng quá mày. Mày cưới không? Mày không cưới tao cưới nha. Bỏ đi. Để tôi gọi con gái tôi ra chào ông xui. Thì ra mắt gặp cái rồi mình giải quyết đám cưới. Thơ à? Kìa. Dạ. Chào anh xui đi con. Nói chung là dạ. Con thương ba. Không, chưa, khi nào cưới về rồi mới là ba. Bây giờ là kêu bác thôi con. Không, ba của con. Ok. Sao con Thơ nó lại ở đây ta? Sao mày lại ở đây Thơ? Nhưng mà sao ba ở đây? Ba. Wow. Ba đi mối quan hệ quan trái vậy. Mình che lại, mình rà lại từ từ. Mình rà lại từ từ, con đang hoang mang. Con trai à? Ngồi xuống. Anh. Đây là ba của anh. Là ba của anh. Nhưng mà không... Đây cũng là ba của em. Ba ruột của em. Ba ruột á. Vậy hai đứa mình... Ba đừng có nói với con. Ảnh là con riêng ở ngoài của ba nha. Trời ơi, vậy là hai đứa mình. Là anh em. Không. Không phải. Khoan. Ve lại chút xíu. Có một cái sự hiểu lầm gì đó. Mình ra lại. Từ. Mình vẫn có thể tới với nhau. Đừng dính dáng gì anh em ở đây không tới được. Mình sẽ bị mệt. Từ mình ra lại. Ba là ba ruột của Thơ. Ba con gái ruột tao mà. Vậy thì vợ của ba đâu? Vợ ba đâu? Vợ của ba nè. Ủa vợ ba lúc nào sao ba không biết? Ủa cưới hồi nào? Rồi có động phòng chưa? Sao đẻ ra con Thơ được vậy? Là sao? Nó bắt đầu nó mâu thuẫn rồi, bắt đầu không hiểu gì hết. Mình ve lại từ đầu. Mình ve lại từ đầu. Sao? Bây giờ hai người này là ba con ruột. Ba con ruột mà. Đây hai người này yêu nhau thật lòng. Vậy còn bà này cuối cùng là bà là ai? Ủa đúng rồi, nó là con gái ruột tôi, mà bà này là mẹ của con gái ruột tôi. Ủa mối quan hệ này là sao? Ủa cái gì vậy? Con của bà mà bây giờ vợ của ba còn không biết. Không biết luôn á. Mà bây giờ là sao ba? Em tôi hiểu rồi, khỏi rà đi, tôi hiểu rồi. Hiểu cái gì? Ra tôi hiểu rồi. Nói. Là vậy, em là em bán mắm ngoài chợ, con gái anh nó mướn em về đây làm má nó,
bị nó nói nhà này giàu dữ lắm, phải giả giàu vậy cho hùm môn đăng hộ đối. Ủa, ai ngờ gặp ông anh ở đây bể chuyện hết trơn hết trời. Ủa thơ, sao em lại làm vậy? Em nói là nhà em giàu có lắm, anh không có môn đăng hộ đối được, bây giờ anh mới mượn ông chú đây làm ba anh giùm, rồi xong rồi bây giờ nó bây thôi, giờ thôi, thì thôi, ra ông anh cũng chung một ruột với tôi. Không có, có tôi không có phải làm gì tiền giống bà chị giống như em xui đâu ha. Chứ sao? Tại vì tôi biết cái thằng Đạt này lâu lắm rồi, biết cái tính tình nó dễ thương, hiền lành, chất phác, lại lo làm ăn nữa, cho nên là nó nói là quen bạn gái mà nhà bạn gái giàu quá mà không có môn đăng hộ đối, cho nên là tôi mới nhận lời tôi giúp nó. Mà ai về đâu nhà bạn gái nó là thằng này. Trời ơi, đâu có giàu đâu. Nhưng mà tại sao vậy thơ? Tại con nghe bạn bè của ảnh nói là nhà ảnh giàu dữ lắm, ba ảnh cũng khó tính nữa. Mà trời ơi, sao người ta đồn mày, kiểu gì kỳ, người ta cũng đồn. Tụi mày cái trò này ra để làm cái gì không biết nữa. Mang người lớn ra để làm, để giỡn mặt hả? Tụi mày giỡn mặt hả? Hả? Có thì con cũng xin lỗi bác, tại con yêu thơ thiệt tình, yêu thơ thiệt tình nên con mới mướn bác là ba của con, mà đâu biết bác là ba ruột của thơ luôn đâu. Tụi mày yêu nhau, dắt tay nhau về, nói với tao một tiếng, tao tổ chức đám cưới cho. Tại sao phải bày ra cái trò này? Có dạ, tôn trọng người lớn không vậy hả? Dạ thì con cũng xin lỗi bác, xin lỗi mấy người lớn, mà tại vì nó vòng vòng, nếu mà được vậy, mọi chuyện nó rõ ràng vậy thì mọi người ở đây đâu có cần thiết phải lừa dối nhau làm gì, cứ là sống thật với nhau thì mọi chuyện nó đơn giản, biết chừng nào cứ sống giả dối, bởi vậy nó tùm lum tà la, nó rối ren à. Còn cái con nhỏ này, mày bước qua đây, bước qua đây. Tụi mày có yêu thương nhau thiệt không? Yêu. Dạ có. Yêu thì cưới vậy thôi. Nè nè, con gái chưa cưới chưa hỏi, bớt ôm trai lại. Làm ủa? Vậy người ta quýnh giá. Má nó không còn thì tôi đại diện má bác tôi à, dạy thôi. Vợ con này phải cho con ôm chứ. Ủa, cưới hỏi hồi nào? Bình tĩnh đi, quan trọng là tụi nhỏ. Nói chung bây giờ ba tác hợp cho tụi mày. Ồ, vậy thì hay quá. Không cần phải bày ra mấy cái trò này. Tao tuyên bố luôn, tôi chưa đồng ý ai cho anh tác hợp. Ủa, chuyện gia đình đâu ha, quên. Chị có quyền gì? Không, tôi quên, chuyện gia đình đang giải quyết. Trời, con thiếu tiền con á nghe. Dạ, quên, lộn. Ta tuyên bố luôn, Tết năm nay sẽ có hai cái đám cưới diễn ra. Ủa, cái gì? Đâu nữa, đây có một cái đám cưới thôi chứ. Em xui, hãy lại gần đây bên anh. Tết năm nay hai cái đám cưới sẽ diễn ra.